năm 1969, khi nghe tin bác Hồ mất, cán bộ và nhân dân vùng Cùa đã bí mật tổ chức lễ truy điệu và để tang cho bác. Trong điều kiện hết sức khó khăn, kẻ thù tìm cách chống phá cách mạng và truy lùng gắt gao. Nhưng với tình cảm, lòng tiếc thương vô hạn đối với bác, lễ truy điệu được đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Nghe tin bác mất cái dữ là sẽ đến bác ra, quá đau đớn. Nên chỉ là dù rắn nữa cũng làm lễ truy điệu cho bác cho được. Có gì trong rừng á, thì cũng có mà đeo băng tang. Để mang táo bằng đen, mà nhưng không phải là được mấy, vì là có áo đen, là có mình xẻ ra, rẽ lên thằng thạc, rẽ lên mình cục đó là thế một cái táo. Nó còn ở đấy là bà con đấy, có gì là họ toàn là lấy là quay nón đen, để làm đó là thế một cái đeo cái táo cho bác. Xuất phát từ tấm lòng, tình cảm sâu sắc đối với bác. Sau ngày đất nước thống nhất, người dân vùng Cùa đã tự nguyện xây dựng nhà tưởng niệm bác tại thôn Mai Đàn, xã Cam Chính. Đây trở thành địa chỉ đỏ để cán bộ và nhân dân đến dâng hương, dâng hoa vào mỗi dịp lễ Tết, tưởng nhớ đến vị cha già của dân tộc, người đã suốt đời hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nối tiếp cái truyền thống thì trong thôn có tổ chức thêm một cái câu lạc bộ nối tiếp truyền thống. Thường xuyên là chăm sóc cái nhà tưởng niệm, vệ sinh, trồng hoa cây cảnh ở đó, rồi là những ngày lễ lớn thì thắp hương. Nhưng mà đối với cái thế hệ con cháu từ là ví dụ là kết nạp đảng, là kết nạp đoàn thanh niên thì cũng là đến nhà tưởng niệm bác để dâng hương viếng bác trước khi là kết nạp. Với tấm lòng hướng về bác, những năm qua việc học tập và làm theo bác của người dân vùng Cùa đã trở thành phong trào rộng khắp với sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những kết quả đạt được trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng trong thời gian qua đã chứng minh đậm nét điều này. Đến nay, cả hai xã vùng Cùa đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng xã Cam Chính đang hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh. Tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương và cái truyền thống cách mạng của Cam Chính để là nhằm để nâng cao cái đời sống vật chất của tinh thần và đặc biệt là chuyển đổi một số cái loài mô hình cây con phù hợp với cái điều kiện kinh tế đất đai và thổ nhưỡng trên địa bàn để là nhằm tăng năng suất giá trị trên từng đơn vị diện tích và là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần và đặc biệt là trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Vùng Cùa trong những năm chiến tranh được ví như một vùng đất chết, nhưng giờ đây đang trở thành miền quê đáng sống với những vườn hồ tiêu, cao su, cây cối xanh tươi bốn mùa. Người dân vùng Cùa vẫn một lòng hướng về bác, cùng nhau đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương giàu mình như người hằng mong muốn.